Ám ảnh Đại Hồng Thủy năm 1971 khiến 100.000 người không qua khỏi, ảnh hưởng tới 2,7 triệu người khác, 120.000 công trình liên quan đến nhà cửa, kho tàng bị ngập và trôi. Trận lụt năm 1971 hay còn được biết đến với tên gọi Đại Hồng Thủy 1971 là một đợt lũ lụt rất lớn xảy ra ở các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và sông Thái Bình vào giữa tháng 8 năm 1971. Đây là trận lũ lụt lớn nhất trong vòng hơn 250 năm qua ở miền Bắc. Tại thời điểm năm 1971, tại 13 tỉnh thành phía Bắc có sự cố vỡ đê lớn. Ngày 19 tháng 8, nước lũ tràn vỡ các đê ở hạ lưu sông Lô, sông Đà và tả ngạn sông Hồng thuộc huyện Vĩnh Tường, đê bối Thanh Trì phía sau hữu ngạn sông Hồng. Đến ngày 20, vỡ đê Lâm Thao, sang ngày 21 thì vỡ đê Vĩnh Lại và đê Cao Xá. Nhiều đoạn đê khác cũng đã bị vỡ, với chiều dài đoạn bị hỏng là tương đối lớn. Vỡ đê đã gây ngập lụt diện rộng trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Trận lụt đã khiến khoảng 100.000 người không qua khỏi, ảnh hưởng tới khoảng 2,7 triệu người khác. Ước tính thiệt hại lên đến con số 70 triệu đồng theo thời giá lúc bấy giờ năm 1971, tương đương với hàng chục nghìn tỷ đồng ngày nay. Tổng số tiền trên 120.000 công trình liên quan đến nhà cửa, kho tàng bị ngập và trôi.